Văn Lâm thì mang băng đội trưởng từ năm trước rồi, năm nay vẫn tiếp tục là mang băng đội trưởng. Cậu ấy là không có gì để bàn cãi về khả năng chuyên môn của cậu ấy, tôi nghĩ là như thế, và cậu ấy luôn chứng minh được về cái khả năng chuyên môn của mình trong từng trận đấu. Có thể trong cuộc đời cầu thủ thì có những trận có thể xảy ra một vài sai sót, nhưng mà biết khắc phục cái những cái sai sót đó và phát triển hơn trong những trận đấu sau, thì đó là những cầu thủ tốt, và Văn Lâm là một trong cầu thủ như thế.